Dấu hiệu nhận biết chị em phụ nữ có nhu cầu cao. Có rất là nhiều anh nam giới có hỏi trực tiếp Giang Venus, đó là Giang có thể cho anh vài cái gạch đầu dòng để nhận biết người phụ nữ nhìn như thế nào là biết là cô đấy có khả năng phòng the cao, dấu hiệu tình dục cao được không? Giang mới ngạc nhiên mà tại sao anh lại khá là thô lỗ như vậy. Thì anh bảo với anh chẳng có gì là thô lỗ cả, tại vì đã xác định là lấy phải thấu hiểu đúng không? Mà thấu hiểu nhất 70-80% là trên vấn đề tình dục, phòng the, giường chiếu. Nên là em cứ nói để cho anh loại đối phương cho đỡ mất thời gian. Không, nếu sau này không hợp trước sau gì cũng đi ngoại tình. Thế thì các bạn có muốn tò mò vậy một người phụ nữ như thế nào là nhìn về bên ngoài biết cô đấy có nhu cầu cao hay không? Muốn biết thì hãy xem hết video ngày hôm nay cùng Giang Venus nhé. Còn bây giờ thì ok, let's go. Cái dấu hiệu đầu tiên mà Giang Venus muốn chia sẻ đó là một cô gái có thân hình đồng hồ cát. Các bạn cứ tưởng tượng là 90, 60, 90 đúng không? Nhưng đấy là đa số chỉ là trong mơ thôi. Và ở ngoài đời nếu có thật thì không nên lật mình, đúng không ạ? Các đại gia săn đón hết rồi. Thì cái vấn đề thân hình đồng hồ cát thì có thể là ngực, thì có thể là mình sẽ độn được, nó giả rất là nhiều. Nhưng mà cái phần eo và phần mông nó sẽ là, nó là một cái gì đó khá là thu hút đống mày râu. Và cứ nhìn người phụ nữ có cái mông, cái vòng ba to thì các bạn thấy là khả năng sinh nở của cô đấy tốt, đúng không ạ? Và cái khả năng ví dụ mình làm tư thế doggy, mình lấy tay mình cho phần hông mình dập dập như thế này, nó cứ phành phạch cái này, cảm giác rất là mê, rất là phê. Hoặc là mình ở đằng sau mình đánh tốt một phát, cảm giác cũng rất là sung sướng, đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn cũng phải để ý cho Giang Venus, đó là người phụ nữ có số đo ba vòng bốc lửa. Tự nhiên nhá, nó sẽ khác cái người phụ nữ có số đo ba vòng bốc lửa mà đi tập gym. Tại vì tập gym ấy là nó tăng phần cơ và nhìn nó khá là hơi cứng cỏi ạ, mạnh mẽ một chút. Còn người phụ nữ mà tự nhiên nhá, mà có số đo ba vòng bốc lửa thì cái lượng estrogen nội tiết tố của cô đấy nó tràn trề. Và bây giờ các bạn tưởng tượng giữa hai cô gái đều có số đo ba vòng, nhưng một cô là sự mềm mại nhẹ nhàng như con mèo ấy, đó nó sẽ khiến cho người đàn ông thấy có cái sự gọi là ướt át, thấy cái sự gọi là kích thích, nhẹ nhàng đằm thắm và thu hút. Với một người phụ nữ mà tập gym cũng số đo ba vòng nhưng săn chắc thì các bạn nghĩ là người đàn ông sẽ chọn ai? Cái thứ hai nữa đó là quan sát qua hình dáng bên ngoài, dáng đi, cử chỉ, điệu bộ. Một người phụ nữ mà nhìn thấy dáng đi quyến rũ, không phải là lướt đâu nhá, mà quyến rũ, mềm mại và đằm thắm thì người đàn ông sẽ thích hơn là một người phụ nữ có dáng đi hổ báo, gọi là dân anh chị, hoặc là cứng rắn, hoặc là hơi thô, hơi xấu một chút. Tại vì là người phụ nữ cái dáng đi của họ như thế nào thì họ trên giường cũng sẽ kiểu như tinh nữ như vậy. Tiếp theo nữa đó là về nhìn gương mặt, đúng không ạ? Ánh mắt này, ánh mắt biết nói hay không, cử chỉ cô đấy ra làm sao, gương mặt cô đấy như thế nào, nụ cười cô đấy có tươi rạng rỡ hay không, hoặc là những cái body language, tất cả những cái này tạo nên cho một người phụ nữ có sự quyến rũ nhất định. Và người ta đã biết quyến rũ bằng ánh mắt, quyến rũ bằng đôi môi, quyến rũ bằng những cái cử chỉ như này thì chắc chắn một điều đó là trên giường người ta cũng sẽ quyến rũ. Có nhiều anh cứ bảo là anh chỉ cần lấy vợ anh biết kiếm tiền là được. Hoặc là nhiều anh bảo là anh chỉ cần lấy vợ anh biết nuôi con là được. Đó, nhưng khi mà biết kiếm tiền xong, biết nuôi con xong, nhưng khi mà làm tình không hợp nhau, lúc đấy các anh đi ngoại tình, thì đang hỏi thật kiếm tiền và nuôi con giỏi để làm gì, khi mà cái vấn đề phòng the kia không hòa hợp. Còn nếu mà vấn đề phòng the hòa hợp rồi thì sau này mình ít tiền nhưng mình nghèo, hai vợ chồng mình cùng nỗ lực với nhau thì sẽ có tiền thôi, đúng không? Hai vợ chồng mình hòa hợp nhau thì sẽ đẻ ra những cái con thông minh thôi. Bên cạnh đó, một cái dấu hiệu mà Giang thấy rằng các anh hay bỏ quên đó chính là cái phần trang phục. Những cô gái mà gọi là táo bạo nhá, có thể là ăn mặc những cái bộ cánh mát mẻ, những bộ nội y sexy thì Giang nghĩ rằng các cô cũng có tư tưởng rất là thoải mái, đúng không ạ? Với những người phụ nữ mà công dung ngôn hạnh, người ta kín cổng cao tường và người ta rất là ngại những cái bộ đồ lót hớ hênh thiếu vải. Bây giờ Giang thấy trẻ hóa rất là nhiều, xã hội trẻ hóa và các cô gái ở độ tuổi đôi mươi mới lớn có khi còn không mặc áo chip ở bên trong, chỉ có những cái miếng dán ngực thôi và gọi là có khi còn lột hết cả da. Và các cô đấy cũng thấy rất là bình thường và những cái cô như thế thì làm tình rất là thoải mái luôn ạ. Và không có cái gì phải ràng buộc và có khi cô ấy còn là chủ động ở trên giường. Nhưng mà cái này Giang không cổ suý cho lắm, Giang chỉ có thể nói cho các bạn biết là cái vấn đề trang phục, vấn đề nội y hay là cái vấn đề quan sát cái cách cô ấy mặc quần áo thì các bạn cũng có thể biết rằng cô đấy là người có nhu cầu cao hay không. Với một người phụ nữ mà thích gây ấn tượng cho người khác, ví dụ Giang đang gây ấn tượng với
người đối diện như thế này thì Giang sẽ ăn mặc nửa kín nửa hở hoặc là hơi quyến rũ một chút, thì anh đấy có thể nhận thấy là à, cô này cũng có cái sự gọi là có sự quyến rũ nhất định hay đúng không, có sự sexy nhất định. Nhưng nếu mà Giang hôm nay Giang làm việc cái này Giang mặc bikini thì thôi rồi, hoặc là nếu mà Giang mặc nó hở hơn một chút nữa thì các bạn cũng sẽ có cái quan điểm ngay là cái cô này thì sẽ thế này, cô này sẽ thế kia. Nên là tùy góc độ mọi người, nhưng mà cứ để ý xem một người phụ nữ mà ở nhà ví dụ như là bình thường chẳng sao, hôm nay cô đấy mặc áo hai dây hoặc là cô đấy mặc đồ lót hoặc là cô mặc áo sơ mi trắng mà bên trong không mặc gì, thì các anh chồng xác định là cô ấy đang khơi gợi nhu cầu, chứ đừng có mà nhìn thấy rồi bận rồi mệt rồi bỏ rơi cô đấy, thì chứng tỏ là cô đấy sẽ có chuyện xảy ra với bạn ấy. Và một cái nữa mà Giang thấy dèo chị em đang thoải mái chia sẻ nhưng mà các anh nam giới không hề để ý, nên là các anh không hề biết là đấy là người phụ nữ có nhu cầu cao hay không, đó chính là vấn đề chủ động về nói chuyện phòng the. Nếu mà người phụ nữ mà đã xác định chủ động nói chuyện phòng the với các bạn thì chứng tỏ là cô đấy đã tìm hiểu, đúng không? Cô ấy đã tìm hiểu và chứng tỏ cô đấy phải tò mò. Mà cô đã tò mò thì chứng tỏ phải có cái gì trong cơ thể cô đấy, hoặc cũng có thể là cô đấy có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể cô đấy đã có nỗi đau. Nhưng mà cô ấy tò mò thì chứng tỏ cô đấy tìm tòi và học hỏi. Thì các bạn, các anh nam giới mà mix và match với cô đấy thì rất là đơn giản thôi. Nhưng nếu mà cô đấy cứ nói chuyện phòng the ngại ngại này, ửng đỏ mặt rồi không có cái gì cả, thì ra nói thật nhá, ở trên giường này kìa, cô đấy cũng sẽ như vậy. Và cái yếu tố chủ động nó sẽ quyết định là gia đình các bạn có hạnh phúc hay không. Và cái vấn đề chủ động này không phải lấy nhau về mới chủ động đâu ạ, mà chủ động là từ bé rồi. Nếu mà bây giờ cô ấy chủ động tìm hiểu vấn đề phòng the thì sau này cô ấy sẽ chủ động tìm hiểu các tư thế khiến cho bạn và cô ấy lên đỉnh sung sướng, chủ động tìm hiểu những cái kỹ năng thổi kèn khiến cho cả hai thăng hoa, chủ động tìm hiểu những cách để liền khiến cho cô ấy ướt sũng đũng quần, chủ động ngay cả chủ động về cách nuôi dạy con và cách hai vợ chồng hấp dẫn khi làm tình ở bãi biển kiểu như thế. Còn nếu cô đấy đã không chủ động và thuần phong mỹ tục nhẹ nhàng thì có sau này lấy về xinh đẹp đến mấy, trung tình đến mấy, nhưng mà cô đấy không chủ động cứ nằm cứng đơ như khúc gỗ như này thì cũng chẳng để làm gì cả. Và nói đến cái vấn đề chủ động này thì có rất nhiều điều xảy ra, đó là nhiều anh than thở với Giang: vợ anh không có nhu cầu, không chủ động, không ham muốn, thế là như thế nào? Thì Giang chia sẻ thật là có thể là vợ anh đang bị suy giảm hormone estrogen ở trong cái buồng trứng, khiến cho cô đấy không có hormone, không có nhu cầu. Mà không có nhu cầu là người phụ nữ sẽ không có ham muốn và chuyện phòng the sẽ đi đến hồi kết. Thì như thế anh hãy có một màn thợ đầu vừa đủ với cô để cô ấy thoải mái kích hoạt từ bên trong. Bên cạnh đó, như Giang Venus này này, lúc nào cũng phải có cái bảo bối, đó là ngày 2-4 viên YV. Các bạn có thể tham khảo cái viên uống YV này, được sản xuất trong nhà máy dược đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế. Khi mà mình uống YV kiểu như là giấc ngủ rất là ngon, với những giai đoạn mà bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, tiền mãn dục 4-50 thì đây là một cái cứu cánh giúp cho mình giải cái tình trạng đau đầu bốc hỏa tiền đình. Không những vậy là giúp cho điều hòa kinh nguyệt và hỗ trợ thải độc gan, ngăn ngừa ung thư. Còn những chị nào mà không may bị u xơ tử cung, đa nang buồng trứng thì đây sẽ là một trong những cái giải pháp cực kỳ tuyệt vời đấy. Các bạn có thể là tham khảo ở phần Zalo Giang ghi bên dưới để được nhận quà ưu đãi về những tư thế phòng the tặng kèm trong ngày hôm nay, hoặc là những cái cuộc trò chuyện trực tiếp với Giang Venus ở phần Zalo các bạn nhé. Nếu ấy mà cách đây tầm 10-20 năm cái vấn đề phòng the ở Việt Nam chúng mình rất là khó nói, thì bây giờ xã hội cởi mở, tây hóa và thông tin phương tiện đại chúng nó tràn về Việt Nam rất là nhiều, độ tuổi Gen Z, Gen Y phát triển rất là nhiều, thì cái vấn đề tình dục và vấn đề phòng the thì gần như là nhà nào cũng phải có và hiểu. Tuy nhiên là không phải người phụ nữ nào cũng dám cởi mở, nên là Giang Venus lên trên đây để giống như một cái cầu nối kết nối giữa người vợ, người chồng, để thấu hiểu là em muốn như thế nào, anh muốn ra làm sao. Và một người phụ nữ có nhu cầu cao hay không, bản thân cô đấy chỉ là một phần thôi, quan trọng cái môi trường bên cạnh. Các bạn tưởng tượng nhá, với một anh nam giới là chồng của cô đấy mà anh ấy lúc nào đi ngủ cũng cởi chuồng, thì chắc chắn cô đấy cũng phải là người có nhu cầu cao để nhìn đấy không hấp, không gọi là không chịu đựng được, và cô đấy sẽ đến và nhảy bổ vào anh đấy để thổi kèn. Nhưng với một người phụ nữ muốn mặc đồ nội y, muốn đi lượn lờ trong nhà nhưng mà chồng lúc nào cũng khó tính, đeo cúi gằm gằm mặt như thế này quan sát và nói là như thế là không đoan trang, không đoan chính, và con cái nhìn vào nó cười cho, thì dù cô đấy muốn thế nào cho nữa nhưng mà bị những cái tư tưởng như thế cũng sẽ khiến cho cô ấy thôi chụt. Nên là một người phụ nữ có nhu cầu cao hay không, thứ nhất phụ thuộc vào bản thân họ, và thứ hai phụ thuộc vào chính những người xung quanh, môi trường của họ, và cái thứ ba nữa phụ thuộc vào chính kiến thức, tri thức rót đến tai họ. Và Giang chúc cho tất cả những ai xem được cái video này có những cái quyết định đúng đắn để mình có hấp dẫn đối tác hay không, để mình có muốn trở thành người phụ nữ có nhu cầu cao để giữ chân người đàn ông hay không. Và chúc cho các anh chiếm trọn được trái tim của người phụ nữ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy hay, nhớ ấn like và share. Bên cạnh đó, nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để thêm được những video mới nhất và tiếp theo của Giao Venus. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại ngần, hãy nhắn tin xuống bên dưới Zalo hoặc gọi đến hotline để Giao và đội ngũ chuyên gia có thể hỗ trợ đồng hành các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!